Kính chào quý vị. Hôm nay Mỹ Vân rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Sống Vui phát sóng cuối mỗi tuần trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, lăn khử mùi thường được phái mạnh lựa chọn để khắc phục cũng như là ngăn ngừa tình trạng hôi nách hoặc là ra nhiều mồ hôi khiến vùng nách có mùi cũng như là ướt sũng và làm ố vàng nách áo. Bên cạnh đó, dùng lăn khử mùi nam cao cấp không những giúp khử mùi hôi, ngăn tiết mồ hôi mà còn không gây vệt ố vàng nách áo, giúp thể hiện đẳng cấp của phái mạnh. Tuy nhiên, trong rất nhiều loại lăn khử mùi hiện có trên thị trường thì nhiều cánh mày râu lại không biết cách là làm thế nào để lựa chọn lăn khử mùi dành cho nam tốt nhất, cũng như là khi sử dụng không đạt được kết quả như mong muốn, khiến nhiều người chật vật và mất tự tin. Vậy thì đâu là lăn khử mùi dành cho nam tốt nhất? Loại nào review là lăn khử mùi nam tốt nhất trong top các lăn khử mùi cho nam hiện nay? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu trả lời qua phần chia sẻ của chuyên gia Trần Thị Thanh Nho. Xin kính chào chuyên gia. Xin chào MC. Xin chào quý vị khán giả. Em đã phải thay đổi rất nhiều các loại lăn khử mùi nam khác nhau để điều trị cái chứng hôi nách tuổi dậy thì của mình. Nhưng mà mùi hôi thì chỉ giảm một chút thôi. Và mồ hôi ở nách thì vẫn cứ ướt sũng, nhất là vào những cái ngày nắng nóng. Tác dụng thì chỉ được vài tiếng thôi. Nhất là cái mùi hôi nách này kết hợp với cả cái mùi lăn nách tạo ra cái mùi rất là khó chịu, khiến em rất là ngại. Tôi đang dùng lăn nách, dược mỹ phẩm có hương thơm dịu nhẹ, vì tôi vẫn thích lăn nách có hương thơm. Khả năng khử mùi của lăn nách này kéo dài vài ngày, nhưng có một chút mà tôi hơi khó chịu, nên là dùng thời gian dài ấy, thì vùng nách áo có hiện tượng là ố vàng và khô rát. Thật may mắn khi tôi đã tìm được lăn nách không mùi đến từ châu Âu, đó là sản phẩm Aquacelin, có cái loại chuyên biệt dành cho nam riêng, nữ riêng. Lăn nách có tác dụng kép, khử mùi hôi này, ngăn tiết mùi mồ hôi kéo dài đến vài ngày, và cái thành phần nó hoàn toàn từ thiên nhiên, nên là sử dụng thời gian dài mình cũng không lo tác dụng phụ như là ố vàng ở nách áo. Và bây giờ thì mình có thể thoải mái sử dụng nước hoa. Xin kính chào chuyên gia Trần Thị Thanh Nho. Rất vui khi được gặp gỡ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Chuyên gia có thể cho quý vị khán giả biết là hiện nay trên thị trường thì có những loại lăn khử mùi dành cho nam như thế nào và ưu cũng như là nhược điểm của từng loại ra sao ạ? Hiện nay trên thị trường thì đang có hai loại lăn khử mùi dành cho nam giới. Lăn khử mùi đầu tiên chúng ta hay nói đến là lăn khử mùi hàng ngày hay là loại lăn khử mùi hóa mỹ phẩm. Đây là cái loại mà nó có tác dụng, nó vừa có cồn vừa có hương liệu để át cái mùi hôi ở vùng nách đi và cồn bay hơi giúp thông thoáng cái vùng nách. Người ta thường hay dùng cái sản phẩm này hàng ngày bởi vì là nó có tác dụng nhanh. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng kéo dài thì cái sự bay hơi của cồn nó sẽ làm cho cái da vùng nách bị thâm sạm đi và bị đau rát. Kèm theo đấy là cái vùng nách áo nó hay bị ố vàng, cho nên là chúng tôi không khuyên sử dụng. Thông thường thì chúng tôi thường khuyên cáo đối với lăn khử mùi hóa mỹ phẩm thì không sử dụng cho những cái người mà có cái mùi mồ hôi nặng và đồng thời là những người tiết nhiều mồ hôi vùng nách. Vì thông thường là cái lăn khử mùi hóa mỹ phẩm thì nó tác dụng rất là ngắn, chỉ được vài tiếng thôi. Và một cái loại thứ hai đấy chính là lăn khử mùi dược mỹ phẩm hay là lăn khử mùi đặc trị. Cái loại này thì nó sẽ dùng cho những người mà có cái mùi mồ hôi nặng và đồng thời là những người tiết nhiều mồ hôi vùng nách. Và khi sử dụng thì nó kéo dài được vài ngày, thậm chí tới 72 tiếng. Cho nên là các bạn sử dụng nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Chính vì thế, chúng tôi thường khuyên rằng các bạn nam giới nên chọn lăn khử mùi đặc trị, không cồn, không hương liệu để đạt được hiệu quả cao nhất mà không có tác dụng phụ. Vậy thì đâu là loại lăn khử mùi dành cho nam tốt nhất và chuyên gia có tư vấn gì cho phái mạnh biết cách lựa chọn lăn khử mùi tốt nhất cho mình ạ? Đầu tiên là chúng ta phải chọn được cái dòng lăn khử mùi chuyên biệt dành cho nam riêng, phù hợp với cái mức độ bệnh của mình. Đối với lại những cái bạn mà bị nặng mùi thì nên chọn cái dòng đặc trị để cho nó hiệu quả và an toàn. Cái thứ hai là nên chọn những cái dòng sản phẩm dành cho nam giới có tác dụng kép, vừa khử mùi hôi, vừa ngăn tiết mồ hôi vùng nách và hiệu quả nó kéo dài tới 72 giờ. Tức là 3 ngày chúng ta mới có thể phải sử dụng lại một lần. Và tiếp theo nữa là chọn cái sản phẩm lăn khử mùi. Không nên lựa chọn theo cái mùi thơm. Bởi vì nếu như cái mùi thơm khi chúng ta sử dụng nó sẽ tương tác với lại cái mùi hôi ở vùng nách, nó sẽ tạo ra một cái mùi rất khó chịu. Và khi mà chúng ta sử dụng lăn khử mùi dược mỹ phẩm thì chúng ta nên lựa chọn những cái dòng sản phẩm dành cho nam giới nhưng mà nó từ thiên nhiên, nó không có cồn, nó không gây những tác dụng phụ như là khô rát, ố vàng nách áo rồi sạm ở cái vùng nách.
Và khi các bạn lựa chọn được đúng rồi thì nó sẽ đưa đến một cái lợi ích là các bạn có thể sử dụng được lâu dài, an toàn và hiệu quả mà không gây ra cái tác dụng phụ gì. Đặc biệt là nó có thể kéo dài được tới 3 ngày liền. Đồng thời khi mà các bạn không có cái vùng nách nó không bị ra mồ hôi nó thì các bạn sẽ rất tự tin khi giao tiếp ở bên ngoài. Vậy thì thưa chuyên gia, đâu là lăn khử mùi dành cho nam tốt nhất mà chuyên gia đánh giá cao và tại sao phái mạnh của chúng ta lại tin dùng cái loại đó ạ? Cái loại mà tốt nhất dành cho nam giới hiện nay thì chúng tôi thường khuyên là dùng lăn khử mùi dược mỹ phẩm không cồn, không mùi đến từ châu Âu Aquaseline, bởi vì nó có những cái ưu điểm sau đây. Cái thứ nhất là nó có nghiên cứu và kiểm chứng lâm sàng một cách rất rõ ràng. Cái thứ hai nữa là nó có tác dụng kép, vừa khử mùi hôi vùng nách, vừa ngăn tiết mồ hôi vùng nách. Và cái tác dụng khi chúng ta sử dụng thì nó sẽ nhanh sau 30 giây và kéo dài tới 72 giờ. Tiếp theo nữa là các cái thành phần của nó an toàn nhưng nó lại không hề có cồn, cho nên nó cũng không gây ra những tác dụng phụ, đặc biệt là không gây ra cái ố vàng nách áo mà nam giới rất là quan tâm. Cái thứ hai nữa là không gây khô rát, thâm sạm cái vùng da, vùng nách. Và tiếp theo nữa, đây là một cái sản phẩm nó lại cũng không có mùi, chính vì thế mà không ảnh hưởng gì, không gây ra mùi khó chịu. Thì đồng thời, đây là một cái sản phẩm mà nó lại có tính chất chuyên biệt, nó phù hợp với lại đối tượng nam riêng, nữ riêng và nó chuyên cho cả mức độ nặng hay nhẹ. Ví dụ như đối với các bạn nam giới nặng bị mùi hôi nhiều rồi là tăng tiết mồ hôi vùng nách thì các bạn có những cái sản phẩm đặc trị riêng cho mình. Và kể cả những cái người không bị cũng có thể sử dụng được để cho vùng nách mình nó có thể khô thoáng sạch sẽ suốt cả 24 giờ. Và đặc biệt là nó có hiệu quả cao hơn những cái dòng lăn nách không chuyên biệt. Chính vì thế mà tôi khuyên rằng các bạn hãy chọn những cái sản phẩm nó đạt được những cái tiêu chí như thế. Thưa chuyên gia, lăn khử mùi dược mỹ phẩm không mùi không cồn đến từ châu Âu Aquaseline thì đã được chuyên gia và người tiêu dùng review đánh giá là lăn khử mùi nam tốt nhất. Vậy thì lợi ích khi nam giới sử dụng lăn khử mùi Aquaseline khác biệt như thế nào so với các loại lăn khử mùi thông thường khác và cách dùng như thế nào, chúng ta cần lưu ý gì để có hiệu quả và nữ giới thì có thể sử dụng Aquaseline được không ạ? Lợi ích của sản phẩm lăn khử mùi dược mỹ phẩm không mùi không cồn Aquaseline đến từ châu Âu dành cho nam giới là: đầu tiên, tức là tác dụng vừa khử mùi hôi vùng nách, vừa ngăn tiết mồ hôi vùng nách nhanh sau 30 giây và hiệu quả kéo dài tới 72 giờ. Tiếp theo nữa là các cái thành phần của nó an toàn nhưng nó lại không hề có cồn, cho nên nó cũng không gây ra những tác dụng phụ, tức là không gây cái ố vàng nách áo, khô rát, thâm sạm cái vùng da, vùng nách. Và tiếp theo nữa, đây là một cái sản phẩm nó lại cũng không có mùi, bởi vì nếu như cái mùi thơm khi chúng ta sử dụng nó sẽ tương tác với lại cái mùi hôi ở vùng nách, nó sẽ tạo ra một cái mùi rất khó chịu. Đồng thời, đây là một cái sản phẩm mà nó lại có tính chất chuyên biệt, nó phù hợp với lại đối tượng nam riêng, nữ riêng và nó chuyên cho cả mức độ nặng hay nhẹ. Ví dụ như đối với các bạn nam giới nặng bị mùi hôi nhiều rồi là tăng tiết mồ hôi vùng nách thì các bạn có những cái sản phẩm đặc trị riêng cho mình. Và kể cả những cái người không bị cũng có thể sử dụng được để cho vùng nách mình nó có thể khô thoáng sạch sẽ suốt cả 24 giờ. Đặc biệt là nó có hiệu quả cao hơn những cái dòng lăn nách không chuyên biệt và tiết kiệm được thời gian và nâng cao được cái đời sống tinh thần. Aquaseline là một dòng sản phẩm người ta sản xuất bằng hai dòng riêng biệt dành cho nữ giới riêng và nam giới riêng. Chính vì thế, nữ giới hoàn toàn có thể sử dụng được Aquaseline dành cho nữ giới. Và cách sử dụng thì thứ nhất, chúng ta phải chọn được cái sản phẩm phù hợp đối với mức độ của mình. Ví dụ như là các bạn là nữ, nếu như không bị, mình vẫn có thể sử dụng được Aquaseline màu xanh nhạt. Bởi vì cái sản phẩm này là sản phẩm chúng ta có thể sử dụng hàng ngày và nó sẽ giúp cho cái vùng nách khô thoáng. Nếu như các bạn nữ mà bị cái mùi nó bị nặng hơn, mồ hôi tiết ra nhiều hơn thì các bạn nên chọn Aquaseline màu hồng, bởi vì nó sẽ có tác dụng kéo dài tới 72 tiếng để nó tiết kiệm được cái thời gian các bạn phải sử dụng sản phẩm hàng ngày. Và đối với nam giới thì những người mà bị cái mùi mồ hôi nặng, bị tiết nhiều mồ hôi thì các bạn nên chọn cái Aquaseline màu xanh đậm, nó sẽ có tác dụng kéo dài tới 72 giờ, tức là một tuần các bạn chỉ phải sử dụng 2 lần thôi, mà vẫn được hiệu quả an toàn, nách luôn luôn khô thoáng. Cái thứ hai nữa là phải sử dụng vào buổi tối,
sau khi chúng ta đã tắm, làm sạch cái vùng nách để cho khô thoáng thì lúc ấy chúng ta mới sử dụng lăn khử mùi vào vùng nách. Bởi vì buổi tối thì chúng ta thường thường nằm nó sẽ không ra mồ hôi, thì các cái dưỡng chất mới có thể ngấm sâu được vào. Nếu ngày hôm sau bạn có phải tắm cũng không phải sử dụng lăn lại nữa, bởi vì nó vẫn có hiệu quả. Tiếp theo nữa là chúng ta phải lưu ý là một tháng bạn hãy tẩy da chết một lần ở cái vùng nách. Nhẹ hơn thì các bạn chỉ cần lấy lá chanh thôi, các bạn cọ vào cái vùng đấy và rội sạch nước đi thì nó cũng giúp thông thoáng cái vùng nách để cho dưỡng chất thấm tốt hơn. Và lưu ý tiếp theo là khi chúng ta sử dụng những quần áo mặc thì hãy chọn những cái có chất cốt tông để cho nó thấm hút mồ hôi được tốt hơn. Và khi chúng ta đáp ứng được tất cả những cái tiêu chuẩn này thì Aquaceline nó phát huy hiệu quả tối đa nhất. Aquaceline, lăn nách không mùi đến từ châu Âu, giúp giảm tiết mồ hôi và khử mùi hôi nách. Với thành phần từ thiên nhiên và đặc tính không mùi, không cồn, lăn khử mùi Aquaceline không gây thâm nách, không gây ố vàng nách áo. Lăn khử mùi Aquaceline gồm có 3 sản phẩm chuyên biệt cho từng giới tính và từng mức độ da mồ hôi, mùi hôi nách. Nên sử dụng thường xuyên, lâu dài để đạt hiệu quả tốt nhất. Sản phẩm phù hợp cho cả những người không gặp tình trạng da mồ hôi hay mùi hôi nách. Aquaceline, lăn nách không mùi đến từ châu Âu, phân phối bởi dược phẩm Vinh Gia. Vùng nách của em thì có mùi rất khó chịu kể từ khi dậy thì. Nhưng mà nhờ dùng sản phẩm lăn nách không mùi Aquaceline ấy, thì cái vùng nách này của em đã hoàn toàn hết mùi và lúc nào cũng khô thoáng. Thì ở trong lớp thì cũng có một vài bạn bị cái tình trạng giống như là em. Các bạn kể là dù có dùng lăn nách ấy, thì cái mùi nó cũng không hết. Nhất là vào những cái tiết thể dục ấy, thì mồ hôi ở nách áo ướt sũng khiến cho cái mùi càng nặng hơn. Nên là em đã chia sẻ lăn khử mùi Nam Aquaceline này với các bạn để cho các bạn không còn mùi cơ thể giống với em nữa. Bố con tôi bị hôi nách di truyền ấy. Trước đây tôi còn đã từng phẫu thuật cắt đi tuyến mồ hôi ấy, nhưng mà tình trạng vẫn bị tái phát nên tôi đành phải chuyển sang sử dụng lăn khử mùi để ngăn chặn cái tình trạng này ấy. Tôi được người bạn là bác sĩ da liễu giới thiệu cho loại ngăn khử mùi dược mỹ phẩm không mùi, không cồn đến từ châu Âu, Aquaceline. Lăn nách này làm tôi thật sự rất là bất ngờ về tính hiệu quả của ngăn mồ hôi và trị mùi hôi nách kéo dài đến tận 3 ngày, trong khi một tuần tôi chỉ cần sử dụng 1 đến 2 lần. Khi con trai tôi đến tuổi dậy thì cũng bị mùi vùng nách khá là nặng, tôi cũng cho cháu dùng. Bây giờ cháu tự tin hơn rất là nhiều vì không còn mùi hôi cơ thể nữa. Thưa quý vị, chúng ta cùng cảm ơn những lời khuyên hữu ích đến từ chuyên gia Trần Thị Thanh Nho. Và từ đây, chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và chúng ta cũng không quên cảm ơn nhãn hàng Aquaceline, lăn nách không mùi, không cồn đến từ châu Âu, giúp nói không với nỗi ám ảnh hôi nách, mồ hôi nách của dược phẩm Vinh Gia đã đồng hành cùng chương trình. Ngay từ bây giờ, quý vị và các bạn nếu có thắc mắc thì hãy vui lòng gọi điện tới tổng đài của chúng tôi 1800 55 8889, tổng đài miễn cước, hoặc số hotline 0896 509 509. Ngoài ra, quý vị và các bạn cũng có thể gửi thư về hòm thư sốngkhoe@bacsitưvấn.vn, hoặc chi tiết hơn hãy tham khảo tại website bacsitưvấn.vn. Một lần nữa xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt quý vị. Tiêu chí lựa chọn lăn khử mùi nam tốt nhất. 1. Dùng lăn nách dược mỹ phẩm, tác dụng kép, ngăn mồ hôi, khử mùi hôi và tác dụng kéo dài đến 72 giờ như lăn nách không mùi đến từ châu Âu Aquaceline. 2. Chỉ dùng lăn nách có thành phần tự nhiên, an toàn, đã được kiểm chứng lâm sàng, không mùi, không cồn, không gây ố vàng nách áo, không gây thâm nách. 3. Chọn lăn nách có các dòng chuyên biệt, nam riêng, nữ riêng, phù hợp với tình trạng bệnh nặng nhẹ. 4. Sử dụng lăn nách vào buổi tối sau khi tắm, trên vùng da nách đã được lau khô, sáng hôm sau tắm cũng không cần lăn lại. 5. Kể cả những người không bị hôi nách, mồ hôi nách vẫn nên dùng lăn nách dược mỹ phẩm không mùi, không cồn để vùng nách luôn khô thoáng, không mùi. Aquaceline, lăn nách không mùi từ châu Âu, ngăn mồ hôi, khử mùi hôi suốt 3 ngày. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.